Xin chào các em học sinh. Chào mừng các em đến với khóa học ôn thi trung học phổ thông môn địa lý của trang web olm.vn. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu một vùng kinh tế mới thông qua bài 33 Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau. Nội dung đầu tiên là khái quát chung. Nội dung thứ hai là các thế mạnh chủ yếu của vùng. Thứ ba là các hạn chế chủ yếu. Và thứ tư là vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính. Trước tiên, chúng ta cùng đi vào phần 1, khái quát chung. Dựa vào bản đồ vùng đồng bằng sông Hồng trong Atlas Địa lý Việt Nam, chúng ta có một số khái quát sau. Thứ nhất, đồng bằng sông Hồng bao gồm 10 tỉnh, thành phố với diện tích gần 15.000 km², chiếm khoảng 4,5% diện tích tự nhiên cả nước, và số dân đạt 21 triệu người năm 2017. Về vị trí địa lý, đồng bằng sông Hồng giáp Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Vịnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Sau đây, chúng ta cùng đến với phần thứ hai, các thế mạnh chủ yếu của vùng. Như phần trước cô đã nói, đồng bằng sông Hồng giáp Trung Du và miền núi Bắc Bộ là vùng giàu tài nguyên khoáng sản và thủy điện lớn nhất của nước ta. Bên cạnh đó, đồng bằng sông Hồng nằm ở khu vực trung tâm của Bắc Bộ. Ngoài ra, đồng bằng sông Hồng còn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Vì vậy, vùng có ý nghĩa như cầu nối giữa Đông Bắc, Tây Bắc với vùng Bắc Trung Bộ và Biển Đông. Đồng thời, việc giao lưu kinh tế với các vùng khác và với nước ngoài trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Vậy, các em hãy dựa vào Atlas và trả lời cho cô câu hỏi sau về vị trí địa lý của đồng bằng sông Hồng. Chúc mừng các em đã có câu trả lời chính xác. Sau đây, chúng ta cùng đến với thế mạnh thứ hai, đó là về tự nhiên. Quan trọng nhất là về đất và địa hình. Đất nông nghiệp có diện tích khoảng 760.000 ha, chiếm khoảng 51,2%. Chủ yếu là đất phù sa ngọt, rất màu mỡ, có độ phì cao và trung bình, chiếm khoảng 70%. Ngoài ra, vùng còn có địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc canh tác quy mô lớn. Vì vậy, tài nguyên đất và địa hình đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Từ đây, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi, loại đất chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long là gì? Chúc mừng các em đã có câu trả lời chính xác. Chúng ta cùng đến với thế mạnh tự nhiên tiếp theo của vùng, đó là tài nguyên nước. Đồng bằng sông Hồng có tài nguyên nước phong phú, có giá trị về kinh tế, bao gồm nước sông từ hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Ngoài ra, vùng còn có nguồn nước ngầm, nước nóng và nước khoáng có chất lượng. Sự phong phú của tài nguyên nước đã đảm bảo cho việc sản xuất và sinh hoạt. Tính đến năm 2005, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản của vùng đạt 90,3.000 ha. Ngoài ra, còn có thể phát triển du lịch với du lịch suối nước nóng hay du lịch suối nước khoáng ở vùng. Thứ ba là tài nguyên biển. Với đường bờ biển dài 400 km, vùng có tiềm năng lớn để phát triển tổng hợp kinh tế biển. Ngoài ra, còn có ngư trường trọng điểm Hải Phòng, Quảng Ninh. Vì vậy, vùng có tiềm năng phát triển du lịch hay giao thông vận tải biển. Tiếp theo là thế mạnh về khoáng sản. Khoáng sản của vùng không có nhiều, chủ yếu đó là đá vôi, sét, cao lanh, than nâu, khí tự nhiên, vân vân. Đá vôi chủ yếu ở Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, sét, cao lanh cũng khá phổ biến. Bên cạnh đó còn có khí đốt đã được khai thác ở Tiền Hải, Thái Bình. Với nguồn khoáng sản này, đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi, công nghiệp đa ngành. Vậy, các em hãy trả lời câu hỏi sau. Đồng bằng sông Hồng có những loại khoáng sản nào? Chúc mừng các em đã có câu trả lời chính xác. Sau đây là các thế mạnh về kinh tế xã hội. Đây là một trong những vùng dân cư tập trung với mật độ cao nhất cả nước. Vì vậy, có nguồn lao động dồi dào và nguồn lao động này có nhiều kinh nghiệm và truyền thống trong sản xuất. Ngoài ra, có nhiều cơ sở đào tạo lao động chất lượng cao, dân cư cũng tạo ra thị trường có sức mua lớn. Bên cạnh đó, chúng ta không ngừng được mở rộng với thị trường nước ngoài. Vùng có sự thu hút đầu tư ở trong và ngoài nước. Đồng thời, cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng phát triển mạnh như giao thông, điện, nước, thủy lợi
xí nghiệp, các nhà máy đều thuộc loại tốt nhất cả nước. Bên cạnh đó, đồng bằng sông Hồng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, nên tập trung nhiều lễ hội, làng nghề, di tích văn hóa lịch sử, mạng lưới đô thị rất phát triển. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các thế mạnh chủ yếu của vùng. Cô có tổng kết thông qua sơ đồ. Các thế mạnh của vùng được thể hiện rất rõ thông qua ba nhóm chính, đó là vị trí địa lý, tự nhiên và kinh tế xã hội. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu phần 3, các hạn chế chủ yếu của vùng. Bên cạnh việc có rất nhiều thế mạnh, vùng cũng có những hạn chế nhất định. Thứ nhất, vùng có dân số đông, đồng thời mật độ dân số cao luôn đạt mức trên 1.000 người trên 1 km vuông, gấp nhiều lần so với mật độ trung bình cả nước. Đồng thời có cơ cấu dân số trẻ, vì vậy gây ra sức ép về nhiều mặt như việc làm, nhà ở. Bình quân đất nông nghiệp thấp chỉ đạt 0,04 hectare trên người, trong khi nền kinh tế lại chậm phát triển, gây ra những vấn đề xã hội khó giải quyết. Thứ hai là những hạn chế vì tự nhiên, ví dụ như vùng thường có thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, tài nguyên thiên nhiên không thật sự phong phú, nhưng việc sử dụng lại không hợp lý, thiếu các nguyên liệu cơ bản cho việc phát triển công nghiệp, nên phải nhập khẩu từ các vùng khác, gây ra sự tốn kém, giá thành cao, đồng thời là sự suy thoái của các loại tài nguyên như đất, nước, vân vân. Và hạn chế thứ ba, đó là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy hết thế mạnh của vùng, trong đó tỷ lệ nông nghiệp còn cao. Từ đây, các em hãy trả lời câu hỏi, đồng bằng sông Hồng gặp những hạn chế gì đối với việc phát triển kinh tế của vùng? Chúc mừng các em đã có câu trả lời chính xác. Vậy, hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng đến với phần cuối cùng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính. Về thực trạng, ở đây cô có biểu đồ cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1986 đến năm 2014, đơn vị là phần trăm. Dựa vào biểu đồ này, các em hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng. Chúc mừng các em đã có câu trả lời chính xác. Từ biểu đồ, chúng ta thấy được rằng ngành nông, lâm, ngư nghiệp đang có xu hướng giảm tỷ trọng từ 49,5% xuống còn 9,6%. Ngành công nghiệp xây dựng đang có xu hướng tăng lên từ 21,5% 46,4%. Và ngành dịch vụ cũng có xu hướng tăng lên từ 29% lên 44%. Và chúng ta thấy rằng vai trò của các ngành kinh tế trong cơ cấu ngành đã có sự thay đổi. Với năm 1986, ngành nông, lâm, ngư nghiệp đứng vị trí quan trọng nhất với khoảng gần 50% trong tổng cơ cấu. Đứng thứ hai là dịch vụ và cuối cùng là công nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, đến năm 2014, cơ cấu đã có sự thay đổi, chiếm tỷ trọng cao nhất lại là công nghiệp xây dựng, thứ hai là dịch vụ và cuối cùng là ngành nông, lâm, ngư nghiệp chỉ với 9,6%. Tuy nhiên, với những thay đổi này, cơ cấu kinh tế theo ngành được đánh giá là đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tuy nhiên tốc độ còn chậm. Và vì vậy, vấn đề quan trọng của vùng đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành. Vậy tại sao vùng lại cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành? Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo, đó là nguyên nhân. Đồng bằng sông Hồng với những thế mạnh của mình được đánh giá là có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Đầu tiên, đây là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực, là một trong hai vựa lúa lớn của cả nước. Thứ hai, đây là địa bàn phát triển về công nghiệp và dịch vụ. Vì vậy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Hồng sẽ khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của vùng. Sự chuyển dịch này cũng phù hợp với công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành được coi là vấn đề quan trọng nhất của vùng. Vậy, cơ cấu kinh tế theo ngành sẽ chuyển dịch theo những định hướng nào? Chúng ta cùng sang phần tiếp theo, các định hướng chính. Giữa các ngành, định hướng chung là phải tiếp tục giảm tỷ trọng của khu vực 1, tức là khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, và tăng nhanh tỷ trọng của khu vực 2, công nghiệp xây dựng, và khu vực 3, dịch vụ, trên cơ sở đảm bảo tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh, hiệu quả cao, gắn với việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Còn trong nội bộ ngành, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành có sự khác nhau, nhưng trọng tâm
đó là phát triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến, các ngành công nghiệp khác và dịch vụ gắn với yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hàng hóa. Cụ thể, đối với khu vực 1, giảm tỷ trọng của ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng của ngành chăn nuôi và thủy sản. Riêng trong ngành trồng trọt lại giảm tỷ trọng cây lương thực và tăng dần tỷ trọng của cây công nghiệp, cây thực phẩm, cây ăn quả. Đối với khu vực 2, quá trình chuyển dịch lại gắn với việc hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm để sử dụng có hiệu quả các thế mạnh về tự nhiên và con người của vùng. Chủ yếu là các ngành như công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, ngành dệt, may, da giày, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, vân vân. Còn đối với khu vực 3, chú trọng phát triển du lịch, đặc biệt là Hà Nội và phụ cận như Hải Phòng, phát triển các dịch vụ khác như tài chính, ngân hàng, giáo dục, đào tạo. Các định hướng này nhằm giúp vùng khai thác hiệu quả thế mạnh của vùng, đồng thời đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch kinh tế. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong bài 33, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng. Các em hãy ôn tập và rèn luyện thêm ở phần luyện tập nhé. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.